Các tỉnh thành Việt Nam theo số thứ tự: 1. Thành phố Hà Nội. 2. Thành phố Hải Phòng. 3. Điện Biên. 4. Lai Châu. 5. Sơn La. 6. Hòa Bình. 7. Phú Thọ. 8. Yên Bái. 9. Lào Cai. 10. Hà Giang. 11. Tuyên Quang. 12. Vĩnh Phúc. 13. Thái Nguyên. 14. Bắc Cạn. 15. Cao Bằng. 16. Lạng Sơn. 17. Quảng Ninh. 18. Bắc Giang. 19. Bắc Ninh. 20. Hưng Yên. 21. Hải Dương. 22. Thái Bình. 23. Nam Định. 24. Hà Nam. 25. Ninh Bình. 26. Thanh Hóa. 27. Nghệ An. 28. Hà Tĩnh. 29. Quảng Bình. 30. Quảng Trị. 31. Thừa Thiên Huế. 32. Thành phố Đà Nẵng. 33. Quảng Nam. 34. Quảng Ngãi. 35. Kon Tum. 36. Gia Lai. 37. Bình Định. 38. Phú Yên. 39. Đắk Lắk. 40. Khánh Hòa. 41. Ninh Thuận. 42. Bình Thuận. 43. Lâm Đồng. 44. Đắk Nông. 45. Bình Phước. 46. Tây Ninh. 47. Bình Dương. 48. Đồng Nai. 49. Bà Rịa Vũng Tàu. 50. Thành phố Hồ Chí Minh. 51. Long An. 52. Tiền Giang. 53. Bến Tre. 54. Trà Vinh. 55. Vĩnh Long. 56. Đồng Tháp. 57. An Giang. 58. Thành phố Cần Thơ. 59. Hậu Giang. 60. Sóc Trăng. 61. Bạc Liêu. 62. Cà Mau. 63. Kiên Giang.